Anh ăn đậu hũ thúi giờ chưa? Chưa. What? Cái này mới hay nè. Mình ăn không ta? Em ăn không ta? Gớm nó mùi gì á. Mình vô một cái toilet chưa dội á. Ok, hello chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tôi đang đi ngoài đường á, xong cái tôi thấy có một cái quán tên là ăn vặt nội địa Chinese Mart. Đây, tôi sẽ cho anh em xem. Đó, thì tôi không biết là trong đây bán gì hết, nhưng mà tôi thấy nó lạ nên là hôm nay tôi muốn vô mua thử coi. Tại đồ ăn vặt mà nghe cũng ngon phết, là muốn vô mua thử có gì trong này. Là yeah, let's go. Ok, thì mình ở trong shop rồi, thì ở trong đây rất là nhiều đồ ăn. Đây. Đó, toàn là mấy món rất là lạ, là tôi không biết có gì ở đây hết, nên là tôi sẽ đi pick thử rồi có gì ở đây thú vị. I don't know. Ở đây mình có gì không cay không ạ? Có nhiều nước lạo ta, chắc phải lấy nước thử nhiều nước lạo á. À, để coi bên này còn nhớ không. Ok, tôi sẽ lấy mọi thứ một miếng. Xúc xích khổng lồ nữa. Xúc xích khổng lồ nữa. Có sò điệp sốt cay á nữa. Có đậu hũ thối nữa, tôi chưa ăn đậu hũ thối bây giờ cả. Có đậu hũ thối không cay và đậu hũ thối cay nhẹ, tôi sẽ lấy hai cái luôn. Đây là cơm tự sôi. Tôi không biết cơm tự sôi nó có hoạt động như thế nào. Tôi nghĩ là tại nó tên tự sôi thì nó sẽ tự sôi. Nè, để theo tôi thôi. Thì tôi không biết là nó hoạt động như thế nào, nhưng mà cứ tôi lấy thử về làm thử xem. Ok, đây là cái chỗ hàng của mình. Ok, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người lại với kênh của tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn những món ăn vặt nội địa của Trung Quốc. Nhưng mà tôi không ăn một mình, mà hôm nay tôi ăn với. Xin chào mọi người. Không biết mọi người biết mình không ta? Cái gì sao nghe buồn vậy? Phải biết anh chứ. Biết không? Biết chứ. Bây giờ anh muốn bắt đầu với cái nào trước? Anh thì anh thích gì nó bự bự á. Bự bự hả? Ấy nhà xúc xích to. Rồi ta sẽ ăn xúc xích của anh Lương Chi trước. Ổn vậy hả Ken? Đợi em xíu. Đù. Thứ gì nữa dạo? Đù ngọt. Trời ơi, ngọt quá. Xúc xích không? Em biết mùi thịt gì không? Không. Trời, không biết hả? Thịt heo hả? Anh nghĩ là thịt bò. Bự không? Bự. Rồi, móc ra. Rồi, ăn miếng này thôi ha. Rồi. Cái này bự quá nhiều quá. Đó, okay. Móc được hai miếng ra. Rồi, mời anh ăn trước. Em lấy nĩa cho. Đồ Trung Quốc là phải dùng đũa. Nó khác xúc xích mình không? Khác. Anh ăn vô nó không biết vị thịt gì luôn. Nhưng mà anh thấy nó không ngon bằng xúc xích Việt Nam. Đúng rồi, Việt Nam is the best. Phi nhỏ chất lượng nha anh em. Em nghĩ chắc này chắc 4 trên 10 quá, không ngon hết Việt Nam. 4 người hả? 3 trên 10. Bự mà không ngon. Nhỏ mới ngon. Nhỏ mới đỉnh. Anh biết này là cái gì không? Cơm. Cơm tự sôi. Đù, tự sôi à? Đúng rồi, cái này là em nghe nhiều lắm rồi, có nghĩa là nó sẽ tự sôi luôn. Vãi ghê á. Ui, cái này là gì đây? Cái này là cơm à, gạo. Gạo, gạo, gạo. Có cái này là gì? Cái này là gia vị nha. Này gia vị nha. Đây, cái này là sốt các bạn. Nó rất là mềm. Wow, nó có cái khẩu trang hả? Cái gì? Cái gì? Nhìn giống quá à. Khẩu trang. Hình như là cái này để đổ nước vô nè. À, em hiểu rồi. Là mình sẽ để này dưới này. Vô 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 vô. Đó, hay á. Trời ơi, anh nhìn nè. Muỗng và nĩa. Trời. Nhưng mà ví dụ như mình múc nước thì sao? Mình nuôi nó chảy rồi. Thì em đâu biết đâu, nhưng mà đây là một cái phát minh kỳ lạ đấy, em từng thấy. Hay nhỉ. No, nó không hay. Người châu Á mình rất là buồn cái thấy cái này rồi. Rồi, anh đổ ở đây đi. Đi nha mọi người. Thì đổ ra ngoài. Còn này là sốt cái gia vị, cái rau củ gì đó. Rồi bây giờ cái phần hấp dẫn nhất. Giờ tiếp theo. Nhìn căng này nha. Nhìn căng đi, căng đi, căng đi, em bỏ ra, bỏ rác ra. Cái này giống thí nghiệm quá, thí nghiệm khoa học. Đó. Kiện dẫn ơi, có đường đứng xa 5 mét gì không? Xin mời anh, chơi. Đó luôn, đó rồi, được rồi, được rồi. Rồi, okay. Để lên ha. Rồi, để lên. Quá sợ vậy. Rồi, ấp lại. Bao lâu vậy? Không biết. Anh nghe không? Nghe không nè. Ôi kìa. Wow. Ê, xong rồi hả? Nóng không? Chưa nóng quá nha. Trong lúc cái này nó đang nóng. Mình ăn cái khác đi, ăn cái nhẹ nhẹ. Anh muốn ăn cái gì? Có đậu hũ thúi hay đậu hũ thúi thử không? Này là sò đẹp xiên bề. Anh biết mình quên gì không? Nấu cơm mình phải làm gì với gạo? Do hả? Đổ nước vô gạo. Ê. Đổ nước mơ. Chứ đổ nước vô gạo, ba mẹ coi, ba mẹ buồn á. Ba mẹ buồn quá. Rồi. Đó, cho em xin. Trời ơi, sao nhìn nó? Nhìn nó kỳ quá, sao nhìn nó dẹp dẹp vậy? Không có nhỏ sò điệp chút nào. Ăn thử nha. Nhìn như nấm đông cô các bạn. Nani. À, cay nha. Cay nha. Ngon á. Cũng ngon. Mà sao cay dữ vậy? Need water. Yeah. Có ngay. Bây giờ nó có hai loại nước, một á là vị champagne. Cái là vị một con mèo đọc sách. I don't know what it means.
Cheers. Ủa? Cùng. Rồi đúng rồi, ổi. Anh ăn đậu hũ thúi vậy chưa? Chưa. What? Sao phải không thúi lắm vậy? Nani? Đúng rồi, hay là cái tên nó vậy đó. Đục, thúi, tự thúi á. Sao? Cay. Sao anh thấy những cái món của Trung Quốc đó, nó có cái mùi hăng đặc trưng đó. Ừ, đặc trưng như đó, hồi nãy cũng vậy. Nó mùi dầu á, màu đen. Đồ nhậu được anh. Ngon quá. Anh, trời anh. Ê, cái này mới thúi nè em. Nó hả? Trời ơi, mà thúi. Ồ, mà ta thúi phải. Thúi vậy? Ờ, cái này mới hay nè. Ôi, ăn không ta? Em ăn không ta? Nó bao thúi luôn. Như mùi nhà vệ sinh vậy á. Gớm nó mùi gì á. Mình vô một cái toilet chưa dội. What? Đúng rồi, kiểu vậy. Mình chơi trò gì để mà mình thua mình ăn. Ai thắng á thì ăn miếng nhỏ này thôi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trước khi mình ăn mình phải hửi cái mình mới cái ăn gì, ăn. Cái gì? Ừ, không vậy mới đúng phong tục. Hửi hết luôn. Sao ăn nhói? Bình thường vậy đó. Ăn nó ngon nha. Rồi bây giờ còn cái luôn đi ha. Này màu hồng. Hương hồng thơm. Nó thơm quá vậy. Ừ. Hương liệu. Hay da. Cái mùi chỉ là cái mùi thôi. Chỉ là cái mùi thôi, nhưng mà tại nó sẽ làm em bị conflicted đó, là tại vì cái mùi nó thúi nhưng mà nó vị lại ngon. Người chắc 5 đi. Cũng được. Rồi, giờ tới cái này. Trời nó còn nóng nha, nóng nóng luôn không nè. Con xuống không? Em thử miếng đi. Rồi thấy giống cơm bình thường thôi. Trong Trung Quốc mà. Ăn được mà mọi. Ăn được không? Ừ. Thử ha. Là làm bên anh Phan lại miếng miếng thịt nè. Nóng à. Nóng. Mà ngon lắm, tỏi nha. Ok không? Ngon nha, cái thịt mềm mại. Chất lượng, ok. Để lát ăn tiếp ha. Này là nước hả? Nó kêu mình cứ đổ hết tất cả mọi thứ vô xong khuấy lên xong uống. Really nigga. Rất nhiều bột. Mình pha chế. Giờ mình sẽ khuấy lên nha mọi người. Nhanh gọn lẹ. Ngon à? Chất lượng. Ngon rồi. Chất lượng nha. Em bị bất ngờ. Tráng miệng rất ngon. Này chấm nhiều. Chấm em nghĩ chấm cái này. Này anh nghĩ. Chín. Anh đánh giá xem là bữa ăn hôm nay của anh nó có satisfy không? Nói chung là về cái sự bất ngờ thì nhiều quá. Đúng rồi. Thì chung là mình sẽ bất ngờ hơn với những cái biến hóa của món ăn Trung Quốc, món ăn liền. Nó chỉ là nó làm em cảm thấy là rất là hài lòng khi mà em đem cái này đi ăn mà em không bị khó chịu á. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu các bạn thích thì subscribe xem thêm. Và nhớ subscribe cho kênh của anh Lương Chi nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người trong video sau. Bye mọi người.